Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đường dây buôn ma túy từ Berlin về Việt Nam có dính líu tới Tô Lâm. Hôm nay vào ngày 14 tháng 10 năm 2020, nhật báo Đức TASS có đăng một bài báo nêu nghi vấn vụ buôn lậu ma túy từ Berlin có lẽ có dính líu tới Tô Lâm. Sau đây là nội dung bài báo. Có những chứng cứ cho thấy khả năng một người thân của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có liên quan hoặc có thể đã bao che cho vụ buôn lậu ma túy tổng hợp ecstasy từ Berlin về Hà Nội. Đây là hình ảnh bài đăng trên nhật báo TASS của Đức với hình Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với dòng tin một người thân của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam được cho là có liên quan đến vụ buôn lậu ma túy từ Berlin về Hà Nội. Hàng hóa có lẽ đã được khai báo là mỹ phẩm. Vụ việc bắt đầu bằng hoạt động của Công an Việt Nam trong thế giới ngầm ở Hà Nội. Công an bắt được một người bán ma túy và tìm thấy một số lượng lớn thuốc lắc màu xanh và đen loại ma túy tổng hợp ecstasy. Trong cuộc thẩm vấn, nghi can khai rằng số ma túy tổng hợp đến từ một công ty vận chuyển hàng hóa ở Berlin. Gần đây, công ty này đã gửi từ 40 đến 45 kg ma túy trong hộp mỹ phẩm từ Berlin về Hà Nội. Ít nhất, đó là những gì một người cung cấp thông tin muốn giấu tên đã nói với tờ báo Thời báo.de có trụ sở tại Berlin như vậy. Người này cũng đã báo cho cảnh sát Đức biết vụ buôn lậu ma túy này có ở Berlin. Báo chí và truyền thông tại Việt Nam đưa tin thuốc lắc được tìm thấy trong các bưu kiện hàng hóa đến từ Đức vào giữa tháng 7, nhưng với số lượng nhỏ hơn và 6 người đã bị bắt. Người ta cũng phỏng đoán rằng những loại ma túy đó thường xuyên được gửi từ Đức về Việt Nam. Theo người cung cấp thông tin, trong khi ở Việt Nam những người bán ma túy ngoài đường phố bị bắt, thì công ty vận chuyển ở Berlin cũng có nhân viên ở Hà Nội vẫn bình an, vô sự. Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn này chính là em rể của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được đánh giá là ứng cử viên triển vọng nhất để kế nhiệm Chủ tịch nước. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bên cạnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nhưng cũng chính ông ta, theo án quyết của Tòa án Tối cao Berlin, đã ra lệnh bắt cóc cựu cán bộ thất sủng Trịnh Xuân Thanh từ Berlin về Hà Nội vào năm 2017 và là người thuê một chuyên cơ của chính phủ Slovakia ở Bratislava để đưa người bị bắt cóc ra khỏi châu Âu. Chính ông ta cũng đã ngồi trên chuyến bay này. Còn công ty vận chuyển TK Consulting Service GmbH ở Berlin bị tình nghi buôn lậu ma túy về Hà Nội, có trụ sở tại một con phố nhỏ trong khu công nghiệp quận Ninh Thepet ở Berlin, gần khu chợ Đồng Xuân. Người phát ngôn của Sở Điều tra Hải quan Berlin Brandenburg đã xác nhận với tờ báo TASS về một cuộc khám xét công ty này vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, sau khi vụ phát hiện ma túy ở Hà Nội xảy ra và sau khi có đơn tố giác tội phạm của người Việt cung cấp thông tin nói trên. Các tài liệu thu được từ cuộc khám xét của Hải quan vẫn còn đang được kiểm tra. Vì thế, người phát ngôn của Hải quan Đức đã không thể cung cấp thêm thông tin. Ông ta cũng không muốn nói liệu đã có vụ bắt giữ nào ở Đức vì vụ buôn lậu ma túy này hay không. Công ty vận chuyển cũng không trả lời các câu hỏi của tờ báo TASS. Còn trên trang Facebook của mình, công ty vận chuyển đã thông báo bằng tiếng Việt như sau. Kể từ ngày 9 tháng 8, việc vận chuyển hàng hóa cho khách hàng cá nhân về Việt Nam đã tạm dừng. Công ty tạm thời không nhận vận chuyển hàng hóa cho khách hàng tư nhân, nhưng vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp. Đây là hình ảnh trang web bằng tiếng Việt của công ty TK Consulting Service GmbH có trụ sở đặt tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. TK Consulting Service GmbH là công ty dẫn đầu thị trường vận tải giữa Đức và Việt Nam. Chủ sở hữu người có quan hệ họ hàng với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã từng học đại học ở Cộng hòa Dân chủ Đức và có liên quan đến ngôi nhà Việt, tức là Viethaus, dự án đầu tư ra nước ngoài đầu tiên tại Cộng hòa Liên bang Đức do một công ty nhà nước Việt Nam thực hiện, đã kinh doanh thua lỗ và đóng cửa từ cuối năm 2018, trước khi ông ta bước vào kinh doanh lĩnh vực vận chuyển này. Nói về tội buôn lậu, tới 40kg thuốc lắc ở Đức bị kết án ít nhất là 5 năm tù, còn ở Việt Nam thì đó là án tử hình, hoặc người ta có người thân nhiều thế lực chẳng hạn. Từ đầu năm 2020 cho đến nay, chỉ riêng Bộ đội Biên phòng bắt và thu hồi gần 2,9 tấn ma túy các loại. Theo báo Quân đội Nhân dân, lực lượng phòng chống ma túy tội phạm Bộ đội Biên phòng đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ tới 701 vụ, 1.200 đối tượng và thu giữ gần 2,9 tấn ma túy các kiểu. Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020,
số vụ vi phạm pháp luật về ma túy, số đối tượng bị phát hiện bắt giữ tăng tới 9,46% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện tới 11.215 vụ, bắt giữ 15.775 đối tượng phạm tội về ma túy. Và trong các đợt khám xét và bắt giữ này, họ đã thu giữ tới 235 kg heroin, gần 1,6 tấn và 850.000 viên ma túy tổng hợp, 113 kg cần sa. Cũng vào năm ngoái, chỉ trong tháng 5 đầu năm 2019, Việt Nam đã bắt giữ 7 tấn ma túy. Đây là hình ảnh báo chí Việt Nam đưa tin về vụ vận chuyển ma túy đá từ Đức về Việt Nam qua đường bưu điện. Theo số liệu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy của Bộ Công an, hiện trên thế giới có hơn 3,5 triệu người nghiện ma túy, riêng Việt Nam có tới 224.000 người. Ma túy vào Việt Nam bằng 4 con đường, trong đó 90% thẩm lậu qua các tuyến đường bộ, tức là Trung Quốc, Lào và Campuchia. Đường hàng không, tức là qua hai sân bay lớn là Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Qua đường biển về tại các cảng lớn như Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và cuối cùng là ma túy qua đường bưu điện. Thời gian vừa qua, lực lượng phòng chống ma túy của Bộ Công an đã khám phá tới 21.000 vụ mới và 31.000 đối tượng ma túy. Năm 2018 cũng đã thu tới 2,2 tấn ma túy gồm 1,5 tấn heroin, 500 kg ma túy tổng hợp, vài triệu viên ma túy tổng hợp nữa. Cả nước hiện có 62 trại cải tạo, trong đó 55-60% tội phạm ma túy và 40-45% liên quan đến tội phạm hình sự, kinh tế và các loại tội phạm khác. Theo thống kê, 5 tháng đầu năm 2019, tình hình ma túy tại Việt Nam tăng đột biến. Riêng ma túy thu giữ tăng gấp nhiều lần so với năm 2019. Thu 7 tấn ma túy các loại bao gồm heroin, ma túy đá, ma túy tổng hợp tăng vọt. Hàng loạt vụ vận chuyển ma túy đá từ Đức về Việt Nam qua đường bưu điện đã bị phát hiện gần đây ở nhiều tỉnh phía Bắc. Cũng vào hôm 14 tháng 7 năm 2020, Hải quan Hà Nội thông báo phát hiện 5 lô hàng từ Đức về Việt Nam giấu hơn 42.000 viên ma túy tổng hợp, gần 400 gram ketamin và khoảng 1 cân ma túy nghi dạng viên sủi. 5 lô hàng theo dạng chuyển phát nhanh gửi về 5 địa chỉ ở Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Dương và Hà Tĩnh. Bên trong chứa thực phẩm chức năng hóa mỹ phẩm. Nhà chức trách cũng đã phát hiện trong hộp đựng thực phẩm chức năng chữa rụng tóc, bổ sung vitamin, tăng cường khoáng chất có dấu lượng lớn ma túy ở dạng viên nén, tinh thể. Đây là hình ảnh ma túy giấu trong các lô hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng, ảnh do hải quan cung cấp. Vào ngày 14 tháng 7, Cục Hải quan Hà Nội thông báo tạm giữ 6 người trong đường dây vận chuyển ma túy trên. Đường dây đã vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam bằng đường chuyển phát nhanh. Vào ngày 16 tháng 7, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã thông tin ban đầu về đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua đường chuyển phát nhanh từ nước ngoài về Việt Nam, thu giữ tang vật là 9 kg ma túy đá. Trước đó, khoảng đầu tháng 6 năm 2020, Công an quận Hoàng Mai cũng phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Đức qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài về Việt Nam rồi đưa đi các nơi tiêu thụ như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình đấu tranh, đến khoảng 9 giờ 45 phút ngày 22 tháng 6, tại khu vực ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàng Mai bắt quả tang hai đối tượng tại đường Hai Bà Trưng, Hà Nội có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ bao gồm một hộp giấy bên trong có 3 lọ nhựa chứa khoảng 2.000 viên nén hình tam giác màu xanh. Các đối tượng khai nhận đây là ma túy tổng hợp đang được chuẩn bị giao cho một đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh qua tuyến xe khách Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục đấu tranh, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 3 đối tượng và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ 23 lọ nhựa có chứa các viên nén nhiều màu, khoảng 16.500 viên, được trà trộn vào các loại thuốc tân dược khác ở bên trong thùng xốp để tại nhà trọ. Các đối tượng này khai đây là ma túy tổng hợp đang chờ để vận chuyển cho các đối tượng đặt mua ma túy. Ngoài ra, từ lời khai của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một số lượng lớn ma túy được các đối tượng phân tán tại nhiều nhà kho chứa đồ nằm rải rác ở địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là hình ảnh 20.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc với khối lượng 4 cân được đựng trong vỏ sữa bột gửi từ Cộng hòa Liên bang Đức về tỉnh Nam Định. Tổng số ma túy thu giữ được trong vụ án là khoảng 35.000 viên, có trọng lượng là 9,2 kg là ma túy tổng hợp. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án làm rõ vai trò chủ mưu cầm đầu của Nguyễn Tiến Thế, 39 tuổi,
thường trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, hiện đang sống ở Đức. Kiểm tra qua bưu điện kiện, công an phát hiện có 20.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc với khối lượng tới 4 kg, được đựng trong vỏ hộp sữa bột, gửi từ Cộng hòa Liên bang Đức về tỉnh Nam Định. Chiều ngày 23 tháng 9, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát Ma túy Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát Ma túy Bộ Công an, lực lượng hải quan vừa triệt phá thành công đường dây ma túy vận chuyển trái phép chất ma túy từ Cộng hòa Liên bang Đức về Nam Định tiêu thụ qua đường bưu điện và bắt giữ hai đối tượng thu 20.000 viên ma túy tổng hợp. Qua quá trình theo dõi, ngày 7 tháng 9, khi đối tượng Lê Minh Hùng, 36 tuổi, thường trú tại thành phố Nam Định, đang nhận một hộp bưu kiện tại bưu điện trên địa bàn tỉnh Nam Định, đã bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ. Bên trong gói bưu kiện có chứa tới 20.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc với khối lượng tới 4 kg. Toàn bộ số ma túy đã được đựng trong vỏ sữa hộp, gửi qua đường bưu điện từ Cộng hòa Liên bang Đức về tận Nam Định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020 với bản tin Đường dây buôn ma túy từ Berlin về Việt Nam có dính líu tới Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được nhận những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de